Ngày 22 tháng 4, thông tin Cuba sẽ hạ giá một số mặt hàng tiêu dùng cơ bản tại hàng ngàn đại lý trong nước được đăng tải trên mạng Internet, mang đến tâm lý phấn khởi cho người tiêu dùng. Động thái trên được đưa ra trong thời kỳ khắc phục những bất cập mà quá trình cải cách thị trường mang lại từ 5 năm trước. Ngày 22 tháng 4, một danh mục sản phẩm được hạ giá tại các hệ thống, các cửa hàng thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính và giá cả Cuba đưa ra đã được đăng tải trên Internet. Theo đó, những mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, thịt gà, hamburger, thịt, súp đều được hạ giá từ 10 đến 30%. Mặc dù chính phủ Cuba vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào, nhưng dư luận đã đón nhận thông tin này với tâm lý tích cực. Thật tốt khi giá cả hàng hóa giảm được đôi chút, nhưng điều mà tôi quan tâm bây giờ là đồng lương của mình, mọi thứ với tôi vẫn còn khá đắt đỏ. Có vẻ như mọi thứ trở nên công bằng và tốt đẹp hơn. Giá cả giảm đi cũng đồng nghĩa với việc mọi người sẽ có thể cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn bằng chính thu nhập của mình. Việc hạ giá hàng hóa tiêu dùng cơ bản được xem là động thái tích cực chính phủ Cuba nhằm xoa dịu dư luận sau 5 năm cải cách thị trường kém hiệu quả và gánh nặng giá cả tăng cao ngày càng đè nặng tâm lý người tiêu dùng.